chưa từng thấy thằng tài xế nào mà như tài xế này luôn các bạn. Cái mương mình mới lắp à, cái mương mình mới lắp, còn lại cái gân này đang tí ở trên đó đó các bạn. Mình kêu nó chạy vô giờ cái gân nó về lắp cái đầu mương dưới này nè, mà nó chạy nó ban một cái bánh xích đi xuống cái chỗ cái mương mình mới lắp đó các bạn. Đấy, thay vì người ta chạy tới cái đâm ở đầu xe ở đây nè, người ta vớt đất từ từ, nó vớt giật lui về, mới chạy sao chạy ban xuống đó đó các bạn. Mình cũng không hiểu là anh này anh suy nghĩ gì mà đi chạy xuống cái kiểu đó vậy các bạn. Đúng rồi, đường nào mà lên chết chắc rồi đó. Đó rồi, để coi anh này lại quay sao đây, ghè khói mịt mù vậy kìa. Đó rồi, sao lên nha. Đấy, tài xế dữ luôn các bạn. Đó này là Sumi màu tẩu của anh Giang Sóc Trăng nha. Nhưng mà khói này chắc còn thua các bạn. Cái phía trên đống đất đó là đất liền. Đấy, còn một phần bên đây là cái mương mình mới lắp ra một chút rồi vậy đó. Đặng mình làm một cái đường mình chỉ cho nó chạy đó các bạn. Mà nó chạy không biết nó chạy cách làm sao. Mình kêu dời, dời hết cái đất này nè, nó dời xích lên trên đó các bạn. Đó, dời hết, đem về phía dưới này nè, đang lắp cái mương này nè. Tại cái đất đó là cái đất cứng, đất mặt. Đó, lắp cái chỗ đó, đặng mơ mốt chỗ đó là nó thành cái chân đồi đó các bạn. Đó, cái vị trí mà chỗ cái dũng nước này nè. Đấy, vị trí này là mơ mốt sẽ là cái chân của cái đồi. Đó, cho nên là lấy cái lớp đất bên đó là lớp đất mặt cứng á, nó khô á. Đó, mình cho đưa xuống đó để mơ mốt nó thành cái đồi. Mình mới leo lên chảnh được các bạn. Còn cái đất mà dời bên đây nè. À, cái đất mình đang dời bên đây nè, cái đất này thì nó nhão các bạn, nó nhão. Đó, đất này nó nhão. Rồi. Đó. Trời xui đất khiến sao nó bò lên được rồi các bạn ơi. Phải mà nó bò lên không được, nó nằm dưới đó một cái đó ha. Hồi mình lại mình chữ hơi ít chứ gì. Đây, hồi lúc nãy đây, để mình đi dưới mình chỉ cho cả nhà mình xem ha, vui lắm các bạn. Rồi đây nha các bạn, cái vị trí chỗ này nè, vị trí chỗ này nè là nó sẽ là cái tim. Cái tim của cái đồi nó nằm đâu ở vị trí chỗ này nè các bạn. Cái này nó sẽ ra ngoài này 15m, qua ngoài này 15m, cũng như là cái đồi cái chân bề ngang nó tới 30m á, chiều cao 4m. Đó. Thì đây còn vô trong đó 15m đó các bạn, còn kia vô kia là nó còn dư lại 10m. Đây. Một cái dũng nước. Trời này chiều nha các bạn. Đấy. Mắc cười lắm các bạn. Nguyên đống đất đây nè, cái đầu mình kêu nó giật về dưới này. Giật về dưới này rồi đặng dòm lấy hết cái khu giật đất đó đưa xuống đó các bạn. Đấy, cái đầu là anh đứng chỗ đó đó, cái anh dích cục đất qua đây, cái đoạn anh chẹo xuống dưới cái vũng nước này nè các bạn, cái anh dích cục đất vô đây không biết làm gì. Đó, thay vì cái cục đất này thôi ta để nó ém vô góc đó đi đó, mai mốt cái đất này nè mình mới đưa về đây nè nó gần hơn, để mai mốt đất đây mình chuyền vô góc này nữa. Đó mà đó, bây giờ là ảnh là chơi bó tay luôn. Cái mình mới kêu á là chích một cái rãnh nước nhỏ thôi các bạn, mình kêu là đậu cái xe ngang á, lấy gào ngang giật cái rãnh nước. Đấy, ảnh quất một cái, các bạn thấy cái đường nước đâu chừng 2m ở đây nè. Đấy, chết luôn rồi. Đó, mình kêu là lấy cái gào trấn cái găng xuống, dít nhẹ lên cái, rồi lấy cái lưng gào chạ cái, lấy cái rãnh chừng 3 tấc được rồi. Đó, ảnh chơi cái đường cái nè các bạn, bó tay chưa. Đây, tài xế này là phải nói là tài xế là rất là whip luôn các bạn. Đây, tài xế này là chạy xe là nói chung là khỏi bàn cãi. Rảnh mà đi quay tài xế whip cho các bạn xem ha. Đó, chủ yếu là lợi dụng cái đất này là lớp đất cứng nè, để mà
cái chỗ này là nó thành cái chân đồi các bạn, cái chân đồi nó vô tuốt ở trong đó nữa, vô khỏi cái gào luôn á, cái chân đồi nằm lúc ở trong á. Cái này là do hồi trước đây nè các bạn, không biết là tài xế này, không biết tài xế với chủ xe không biết cái kiểu gì á, tính cái kiểu gì á, đi múc cái lỗ chỗ này lên các bạn. Nó trong khi cái khu vực này là chừng nữa là nó thành cái khu vực đồi, khu vực đất liền mà đi múc lên, múc cái kiểu gì đó các bạn, méo hiểu luôn. Tôi dạt đường lúc đầu là tính là dạt đường cho xe ben chạy thì người ta dạt nhẹ cái lớp mặt thôi chứ đâu mà nó hớt hết trên cái lớp đất cứng lên các bạn, lớp đất đen ruộng á, cái ruộng có cái lớp đất đen thì nó là cái đất cứng đó, mà đi hạ hết cái lớp đất ra, đất đó ra rồi làm sao xe ben chạy, bởi vì là nó nằm là gần cả tháng trời đó các bạn, cho nên là nó nằm gần cả tháng trời chỗ này nó chạy không được đó, chạy không được. Đấy, kêu qua tới mình mới ra, mình dòm mình coi thì mình mới là tính cái phương án làm các bạn. Đấy, chứ cái này mình nói thiệt chứ không phải là mình khi dễ, chứ mà mình bỏ là hổm gài, nếu mà mình không có nhận cái này để làm á là bỏ ở đây là hổm gài là chắc là chưa có động đậy được gì đâu các bạn. Đó, bây giờ cái hầm là mình lấy đất lên được 30% rồi các bạn. Đấy, cái hầm chiều dài 40m nhưng mà lấy được khoảng là 10m, 15m gì rồi. Đó, giờ còn không nhiều chưa các bạn. Đây, cái mí hầm là chừng nữa là nó tới đây nè các bạn. Đây, mí hầm nữa tới đây luôn. Nó chụp vô đây tới 5m, 5m là nó sẽ là cái đầu vuốt lên gì nữa các bạn. Cái đầu vuốt lên 4m. Làm xong đi mình sẽ review tiếp tục cho cả nhà mình xem ha. Tại vì làm cái này còn dài, trong quá trình mình đang làm thì cũng khó quay lắm các bạn. Cái này thì mình nhận lương cũng bèo thôi các bạn, mình nhận mão lương nha. Mão lương ở đây á, là mình nhận làm xong cái này mình mỗi chiếc xe gì có 20 triệu à, 20 triệu tiền tài xế các bạn. Đấy, mình còn tài xế này thì chạy chỗ này thì ăn 20 triệu nó hơi bị ấy cho mình ha. Hơi bị thiệt thòi cho mình rồi đó. Nói chung là nó không có làm được gì hết các bạn. Đây cái chỗ này nữa các bạn, nhìn mắc cười lắm. Mình kêu là cũng như là nó còn đất lục cục lò hòn gì nữa các bạn. Đây, cái đầu mình kêu nó chạy ra gạt xương xương á, để cho nó bằng lại đặng mà ngày mơi á, đặng mình kéo thước mình đo cái định vị cái tim rồi đó, mình kéo thước mình quay cái compa đặng mình cắm mình làm cái vòng của cái đồi. Cái đồi là nó vòng tròn nha các bạn. Đấy, mình quay compa nó gạt nó chớ bằng ra thôi. Ảnh ra anh chàng thấy như tấm ván ngựa vậy nè các bạn. Đó. Lúc đó là mình đang múc làm sao này nè, mình đang múc làm sao này nè, cái mình lọ mọ tại phước cái đống đất này nè, thấy nó lọ mọ đâu chừng 1.5 tiếng rồi các bạn. Đấy, chừng 1.5 tiếng rồi mình nói ủa này nó làm cái gì mà lâu dữ vậy trời, là nó còn khúc đó đó, cái mình kêu nó ngưng nghỉ đi là mình chạy ra mình thấy là nó gạt như tấm ván ngựa ở đây nè. Trời ơi. Tài xế quá dữ. Đó mà nó gạt nó chừng 1.5 tiếng vậy đó các bạn. Đấy, xong rồi cái mình kêu á là thôi bây giờ bỏ nó đi, chạy qua về cái cục đất này nè, lắp xuống cái đường rãnh này đi. Đấy, lắp xuống đường rãnh này đi đặng mà cho nó thành lại cái mặt bằng đặng mà ngày mơi là định vị cái chân đồi đó. Xong cái anh chạy vô đây nè các bạn. Mắc cười lắm. Đấy, anh chạy vô đây nè, anh chạy anh bang không biết sao anh chạy anh bang vô đây nè, nó cái lỗ lúng. Cái mình mới hỏi ảnh á, ủa cái bờ mày sao không chạy từ đằng đầu chạy lại mà đi chạy sắn ngang hông, kiểu này chạy làm gì, chạy cái gì ở đây. Mắc cười ảnh lắm các bạn. Đấy, chạy sắn lên trên đầu cũng không biết cái đường múc luôn. Nói chung là tài xế này quá dữ. Nói chung là cái này á, mình nói thiệt các bạn, cái này nếu như mà có một tài xế tay nghề cứng ha, biết di dời đất làm với mình á, là bảo đảm với các bạn là cái này làm là chỉ là trong vòng 10 ngày là làm xong ha, trong vòng 10 ngày làm xong là mỗi người lấy 20 triệu tiền tài đó. Nhưng mà cái tay này thì coi như là không biết gì luôn các bạn, tay này là tài xế hầm mỏ các bạn, lên làm đất thịt không biết gì luôn, là dời đất là cũng không biết nhắm hướng để dời luôn, dời đất cũng dời tầm bậy luôn các bạn. Đó, như các bạn thấy là ở đây là dám chạy bang xuống gì nè, là anh cũng hơi bị bó tay rồi đó.
Nói chung là từ sáng giờ mình kêu tài xế này làm những cái việc lặt chặt lặt chặt thôi, nhưng mà làm không được các bạn, làm sai hết trơn à, làm tào lao lắm. Coi như là cái này là mình nên mình gánh tem luôn. Này chắc chừng nữa là chỉ cho y ta 15 triệu thôi, còn lại mình chắc mình lấy 25 các bạn mới vừa. Mình gánh tem rồi, làm không biết tính toán các bạn. Nó còn cây gốc chỗ này nữa, anh làm sao mất tiêu cái cây gốc của mình luôn rồi, quay mất tiêu cây gốc rồi. À đây đây đây, còn lú cái đầu đây được tí nè các bạn, cây gốc nè, cứ làm mất cái gì nữa, mất công là đo lại nữa, lu bu lắm, mỗi lần đo lại nó sẽ khác đi. Đó. Đây là trâu già sumi mộ tổ, bạn thấy cục mái à, đen hơi ít à, đó, bạn thấy cục mái nè, tới cục mái luôn. Trời chiều các bạn, mặt trời gần lặn rồi. Cái này thì hôm gài dùng đi dùng lại chắc mình làm được 3 ngày hay 4 ngày rồi các bạn. Dùng đi dùng lại chắc mình làm được 4 ngày. Tại tay này dời đất quá yếu các bạn, không biết hướng dời. Dời tầm 7 không à, phải dời đúng bài bản là dời nhanh lắm. Đấy các bạn thấy mình dời không? Nè mình đứng trong này nè. Đúng không? Mình giật xéo ra đó ăn cái là được vậy rồi, nó mình chạy mình trắng ra giữa giật ra ăn cái nữa là mình đưa cái dồn cái đất bên kia tấp cái bờ bên kia rồi đó, xong rồi mình chạy với lại mình thảy thêm bát nữa là dồn ép ép vô. Còn tài xế này thì không có biết cái hướng dời, cứ giục ngang đại đó các bạn, tài xế dữ mà. Chứ phải mà có tài xế cứng cứng làm với mình là bảo đảm với các bạn là đó, hai người là chạy là quánh cái miếng này là 10 ngày là xong. Lúc đầu mình thấy anh này yếu, mình cái video đầu mình có nói là làm từ khoảng 10 tới 12 ngày đó. Nếu mà anh này mà đứng cái chặng giữa mà biết cách dời á, tại vì cái này anh này là mình chỉ cho nằm chặng giữa thôi các bạn. Đó, coi như là cái chặng cuối nè, đó, chặng cuối là gạt bờ gạt mặt nè. Cái chặng đầu là lấy đất dưới hầm lên nè, là không, anh này không có làm được, chỉ đứng chặng giữa bát đất nhẹ cho mình thôi đó, chỉ đứng chặng giữa bát đất cho mình thôi, ngoài ra là không có làm được gì hết đó. Cho nên là cái này thì có thể mình quánh là trong tuần sau rồi đó, bữa nay nói chung là rồi, nhưng mà có cái là nó hơi lâu hơn dự kiến, chừng khoảng 2 ngày thôi các bạn, chứ nó không như ý nguyện. Ý là nãy mình chạy xuống trước mình làm cái ni rồi đó, chết rồi, quá trời khói. Cái này là thua trâu già của anh Giang review các bạn. Đâu phải là ngồi lên được chiếc xe cuốc mà cầm cái tay lái là đâu phải là dễ đâu các bạn, nhức đầu lắm. Lái được chiếc xe cuốc thì nó là một cái chuyện đơn giản, nhưng mà mình phải suy nghĩ những cái kỹ thuật, những cái vận dụng, những cái chiến thuật như thế nào để mình làm cho nó nhanh, thì cái đó mới là cái quan trọng các bạn. Mình phải có một cái chiến thuật như thế nào đây. Còn lên cái đầu này là mình cũng chưa suy nghĩ được cái chiến thuật để mình làm nữa các bạn. Tại vì cái đồi bề ngang 30 mà cao lên 4m thì mình nghĩ là cái độ dốc của nó chắc rơi ra tầm khoảng 10% thôi. Nhưng mà mình chưa nghĩ ra được cái chiến thuật làm là làm sao để cho nó đều rồi các bạn. Sao mà cho nó đều xe tròn vòng cái nón lá, hình cái nón lá các bạn. Cũng hơi khó. Để ngày mai mình định vị cái vị trí đồ xong xuôi hết rồi cái đầu mới tiến hành làm. Anh em nào có suy nghĩ ra được cái gì góp ý cho mình thì comment phía dưới ha, góp ý cho mình xem là phải xử lý cái đồi này lên như thế nào để cho nó dễ mà nó nhanh đó các bạn. Chứ nếu mà hình kim tự tháp á, theo mình nghĩ là hình kim tự tháp hay là gì đó thì nó rất là dễ làm, còn nó xây tròn như cái nón lá thì mình thấy là nó hơi khó rồi đó, hơi khó rồi. Còn trâu già của mình. Đấy. Rồi thôi, cảm ơn các bạn đã vừa lắng nghe những gì Thái Dương TV chia sẻ ha. Thái Dương TV xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video mới tiếp theo nha.
anh em nào comment phía dưới góp ý cho mình về cái hướng mà quay cái đồi này thì góp ý cho mình phía dưới nha. Rồi mai mốt mình khi mà mình làm rồi mình cảm thấy là như thế nào đó, nó ổn, nó ok đó, thì mình sẽ làm clip mình review lên để mà cho anh em hiểu biết được những cái chiến thuật như vậy, để mai mốt anh em có đụng chuyện thì cũng dễ biết để mà làm ha. Rồi Thế Dương TV xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video mới tiếp theo nha.